Thương à, sao ra đây làm gì rồi hả? Sao ra làm gì á? À, chơi hả? Này lên leo cây chơi nhá. Để bố cắt mấy cái cành quả, không có quả bố cắt hết đi. Mấy cành này bố phải cắt bớt đi xin này. À, rồi xin luôn. Ra lên chơi này hả? Ra lên, ra lên. À, ông bố nào, lên là bốn này, lên bốn, đó lên, đó lên, đó lên, đó lên, đó lên đi, à, đó, chào nhi, à, chào chơi đi, không chịu à, theo bố à, lên vai bố nào, lên vai biểu để bố làm này. Ra đây hả? Biết bố trên này luôn à? Hả? Bố làm nhá. Chơi đó nha, ngoan nha. Cắt mấy cái cành nhá. Ờ. Cái này thu một đợt nữa là xong hết rồi đó. Ra đây nước dừa nhá. Xin chị giờ xin vào chạy vào trong nhà nhé, lấy cái bình sữa của con ra đây nghe chưa, nãy con giờ nhá, đưa vô đây cho bố làm nước dừa cho uống nhá, nghe chưa, đi 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 ra đây đi vô trong nhà lấy cho bố bình sữa nhé. Ui à, là trời đã sắp mưa rồi hả? Chạy về lấy bố bình sữa, bố pha lấy nước uống rồi ta xin uống nhá nhá. Thank you.
Đấy, đều chặt cái quả này ra một coi. Ngon à? Đấy, nói chưa? Thank you.
ngọt, dừa này nó hơi chua chua mọi người. Uống nóng uống lên để bố làm việc nhá. Đấy, ngồi uống đi, cái nhà ngồi uống đi, bố làm việc nhá. Bố làm cho xong cái khúc này đi, chiều tí nữa nó mưa té này, bố không làm được nhá. Yeah.